Chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ cho các bạn xem Nhi mới vừa may xong hai cái áo t-shirt nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây là phía sau của Nhi đây. Đó. Cái này là Nhi cắt may tại nhà luôn á nha các bạn. Đây là giải dụng của cái áo đó đây. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó, đó là giải dụng của áo đó. Còn đây là giải dụng của cái áo màu xám đen ở trong. Đây là zip cổ. À, Nhi sẽ cho các bạn xem, tại vì nhiều khi các bạn không tin là các bạn nghĩ rằng là Nhi mua áo ngoài chợ đem về quay cho các bạn xem á. Cho nên là hôm nay Nhi sẽ cho các bạn xem là Nhi đã thành quả của Nhi ngày hôm nay may được hai cái áo này. À, ngày mai Nhi sẽ giao cho khách. Đây. Đây, Nhi sẽ cho các bạn xem đây. Đó. Bạn nhìn thấy đẹp không? Đó. Đây giờ Nhi sẽ cho các bạn xem nha. Đó, áo Nhi mới vừa may xong ngày hôm nay. Áo này là Nhi may, áo này là áo sen là cái áo này là Nhi phối giải cái thân này là thân sau đó. Cái sọc này là giải phối, còn cái tay màu xanh này là giải chính, cái thân như đây là giải chính, trên đây là giải phối đó. Bạn nhìn thấy rất là đẹp không? Còn đây là thương hiệu của Nhi đó nha, chữ N đó. Bạn thấy không? Cách may rất là mướt. Cái này là dễ trơn mà hợp với những cái anh mà thích không màu mè đó. Mà nhìn nè, rất là đẹp luôn đó. Đây là mai viền cổ rất là đẹp đó. Nhìn nè đó. Đây cũng là có chữ N luôn. Đó là thương hiệu của Nhi đó. Đây các bạn nhìn nè, form áo rất là đẹp luôn á. Này là bạn nào mà mặc xe L, chỗ mặc áo này đẹp lắm luôn á. Cái dòng cổ sau là rất là đẹp luôn á. Tay áo tròn, không nhăn, thẳng mướt. Áo này là Nhi may cho khách, ngày mai Nhi sẽ giao cho khách. Họ rất là thích, Nhi may theo số đo của họ. Nếu bạn nào mà muốn may áo cho bạn hoặc là cho ông xã hoặc là cho người thân trong gia đình á, thì các bạn sẽ xem clip tiếp theo nha. Nhi sẽ hướng dẫn cách vẽ nè, cách cắt nè, cách may nè, sẽ y như vậy luôn cho các bạn xem nha. Dạ, hay nha các bạn. Các bạn xem và ủng hộ cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.